là một trong 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Zaporizhia đang đứng trước nguy cơ trúng tên bay đạn lạc từ chiến sự Nga-Ukraine. Không phải ở cấp độ Chernobyl, mà có thể là một Fukushima khác. Hàng chục nghìn người sống gần nhà máy đã phải sơ tán. Chúng tôi như ngồi trên thùng thuốc súng vậy. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng leo thang căng thẳng và mở cuộc thanh sát độc lập tới nhà máy điện hạt nhân. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã kéo dài 6 tháng. Tâm điểm chiến sự đang được quan tâm nhất hiện nay là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở phía nam của Ukraine. Những vụ tập kích gần đây nhằm vào nhà máy này làm dấy lên lo ngại về sự cố hạt nhân có thể tồi tệ hơn thảm họa Chernobyl từng xảy ra vào năm 1986. Nguy cơ xảy ra thảm họa tại Zaporizhia cụ thể như thế nào? Nội dung câu chuyện quốc tế này sẽ được biên tập viên Quang Duy gửi tới quý vị ngay sau đây. Và xin mời anh ạ. Xin chào chị Quỳnh Nga. Xin kính chào quý vị khán giả. Zaporizhia là một trong 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới và là tổ hợp năng lượng nguyên tử lớn nhất tại châu Âu. Nhà máy có 6 lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ, được xây dựng từ năm 1984 và đến năm 1995 thì bắt đầu hoạt động với toàn bộ công suất. Trước thời điểm chiến sự nổ ra, thì Zaporizhia cung cấp 20% nhu cầu điện năng cho toàn Ukraine. Kể từ tháng 3, nhà máy được vận hành bởi các nhân viên Ukraine, nhưng các đơn vị quân đội Nga bảo vệ cơ sở này. Những ngày gần đây, giao tranh có dấu hiệu leo thang tại khu vực. Đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại thời điểm xảy ra một cuộc giao tranh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Đầu tiên là một quả pháo sáng rơi xuống khu vực bãi đỗ xe của nhà máy. Sau đó là giao tranh ác liệt giữa các đơn vị vũ trang bên ngoài hàng rào nhắm bắn vào một tòa nhà văn phòng bên trong khuôn viên nhà máy. Khu vực tòa nhà văn phòng bị hỏa hoạn. Và đến sáng hôm sau, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Hình ảnh hiện trường cũng cho thấy những vỏ đạn pháo nằm rải rác ở nhiều điểm trong sân nhà máy điện hạt nhân này. Những ảnh vừa rồi cho thấy rủi ro xảy ra thảm họa hạt nhân tại Zaporizhia đang tăng lên từng ngày. Đây là sơ đồ bố trí các tòa nhà của nhà máy điện hạt nhân này. Dãy nhà bị hỏa hoạn do giao tranh được cho là nằm trong khu vực văn phòng ở vị trí số 5, nằm gần các lò phản ứng hạt nhân ở vị trí số 3, được coi là nơi trọng yếu của nhà máy. Giới quan sát cảnh báo một quả đạn pháo trịch hướng rất có thể sẽ để lại thảm họa khôn lường. Đây là hình ảnh đồ họa mô phỏng một vụ tập kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Dù bức tường bảo vệ bên ngoài các lò phản ứng dày đến 1m75, nhưng đạn pháo vẫn có thể làm hư hại trực tiếp các lò phản ứng này, dẫn đến tình huống rò rỉ phóng xạ. Ngoại trưởng Ukraine từng cảnh báo nếu vụ nổ xảy ra tại nhà máy điện này thì có thể gây ra hậu quả tàn khốc, tồi tệ gấp 10 lần thảm họa Chernobyl năm 1986. Viện Khí tượng Thủy văn Ukraine đăng tải video dự báo hướng di chuyển của các đám mây phóng xạ trong trường hợp xảy ra thảm họa tại Zaporizhia. Khu vực xung quanh nhà máy và miền nam Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất và sau đó 13 quốc gia có thể bị ảnh hưởng. Các hạt phóng xạ có thể bay đến tận biên giới nước Áo, cách nhà máy hơn 1.400 km. Một số chuyên gia khác lại cho rằng kịch bản nhà máy Zaporizhia bị rò rỉ phóng xạ sẽ tương tự với thảm họa ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011 tại Nhật Bản. Tôi cho rằng hệ thống làm mát dễ bị hư hỏng hơn và về nguyên tắc có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Không phải ở cấp độ Chernobyl, mà có thể là một Fukushima khi hạt nhân phóng xạ dễ bay hơi được giải phóng. Truyền thông quốc tế dẫn ý kiến một số nhà khoa học lĩnh vực hạt nhân cho biết, rủi ro cũng có thể nằm ở khâu cung cấp điện cho nhà máy. Các lò phản ứng cần được cấp điện liên tục trong quá trình làm mát. Quá trình này kéo dài đến 30 giờ. Và sự gián đoạn nguồn cung điện ở giai đoạn này có thể dẫn đến rò rỉ bức xạ ra môi trường xung quanh. Nếu con người tiếp xúc với phóng xạ bị rò rỉ, có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe ngay lập tức và lâu dài, tăng khả năng mắc các bệnh ung thư, đe dọa tới tính mạng. Không chỉ giới chuyên gia phải đặt ra những giả thiết cho tình huống xấu nhất, những người dân sống gần nhà máy hạt nhân Zaporizhia cũng đứng ngồi không yên, lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với gia đình mình. Từng là thành phố với khoảng 50.000 người dân trước xung đột, Enohoda và Nikopol nằm gần nhà máy điện Zaporizhia, giờ còn rất ít cư dân. Chưa từng có mối đe dọa an ninh nào nhằm vào nhà máy khiến người dân phải lo sợ như hiện tại. Tất nhiên là chúng tôi lo lắng, không lo làm sao được khi mà sống ngay cạnh nhà máy điện hạt nhân này, chúng tôi như ngồi trên thùng thuốc súng vậy. Thật là đáng sợ, đêm nào cũng xảy ra pháo kích.
Ở Chernobyl có một lò phản ứng, nhưng ở đây có 6 lò. Nếu xảy ra thảm họa thì sẽ rất khủng khiếp. Chính quyền hai thành phố Nikopol và Enhoda đã triển khai những xe di động quan trắc bức xạ khẩn cấp để đo mức độ bức xạ. Nếu nghi ngờ có rò rỉ, các biện pháp khi có tình huống xấu nhất cũng được tính đến. Nhiều quả đạn pháo rơi ở vị trí gần các kho chứa chất thải hạt nhân và các kho chứa đồng vị hạt nhân. Những kho chứa này nằm gần các lò phản ứng. Ngoài kia, bầu trời bên trên nhà máy Zaporizhia vẫn xanh. Nhưng người ta lo sợ trước khi một cơn sóng thần ập đến, mặt biển bao giờ cũng bình yên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng mọi hoạt động quân sự gần nhà máy. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia không được phép sử dụng như một phần của bất kỳ hoạt động quân sự nào. Các bên cần tìm kiếm một thỏa thuận để khôi phục nhà máy như một cơ sở hạ tầng dân sự thuần túy. Thế giới từng chứng kiến các thảm họa liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân. Bài học gần nhất là tại Nhật Bản. Thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011 đã gây ra thiệt hại nặng nề và Nhật Bản vẫn chưa thể khắc phục hậu quả này. Điện hạt nhân đã gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Nhiều vùng đã không còn người dân sinh sống do lo ngại phóng xạ. Xử lý nước nhiễm phóng xạ trong nhà máy cũng đang là gánh nặng đối với Nhật Bản. Câu chuyện của phóng viên thường trú truyền Việt Nam tại Nhật Bản. Sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, điện hạt nhân gần như không được Nhật Bản sử dụng. Từ đóng góp đến gần 30%, năng lượng hạt nhân đã gần trở về mức không trong cơ cấu năng lượng của Nhật Bản. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại nhất không phải là thiếu hụt nguồn cung năng lượng, mà là việc xử lý nước nhiễm phóng xạ từ các nhà máy này. Chúng tôi sẽ giải thích cho người dân và những người liên quan khác về kết quả sàng lọc. Cùng với đó, chúng tôi cũng tiếp tục áp dụng thiết bị công nghệ và đưa ra các biện pháp để việc xả nước thải ra biển đảm bảo an toàn. Kế hoạch xả thải của Nhật Bản vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia láng giềng, cũng như mang đến sự lo ngại của người dân địa phương, đặc biệt là những ngư dân, những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nếu mà nồng độ phóng xạ trong cá mà tăng lên thì chúng tôi không thể làm gì. Rõ ràng là nếu chúng tôi không bán được cá, việc kinh doanh sẽ gặp trở ngại lớn. Chúng tôi có nguy cơ phải đóng cửa hàng. Tôi hơi lo lắng về nghề đánh bắt cá trong 10 năm tới. Tôi nghe chính phủ nói sẽ xả nước từ nhà máy Fukushima ra biển. Tôi thực sự lo lắng. Vẫn không có gì chắc chắn cho tương lai. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã phải tích trữ khoảng 1,3 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ với chi phí xử lý hàng năm lên tới 100 tỷ yên, tức là khoảng 880 triệu đô la Mỹ. Theo thiết kế thì công ty TEPCO chỉ tích trữ tối đa được 1,37 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ. Với tốc độ hiện nay thì bể chứa có thể đầy vào cuối năm nay. Nếu không xả thải, sẽ không có nơi để chứa nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy nữa. Và xử lý nước nhiễm phóng xạ là vấn đề cấp bách và khó khăn nhất của Nhật Bản sau sự cố nhà máy điện hạt nhân. Long Nguyễn đưa tin từ Nhật Bản. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sức ép lớn từ cuộc khủng hoảng năng lượng, điện hạt nhân được lựa chọn trở lại ở một số quốc gia. Ngày hôm qua, truyền thông Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này dự kiến sẽ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới để đảm bảo tự chủ năng lượng. Hiện chưa rõ kế hoạch này sẽ diễn tiến như thế nào, nhưng chắc chắn sau thảm họa Fukushima thì tiêu chí về an toàn khi vận hành các cơ sở điện hạt nhân sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản.